đây, đây nhưng mà cái này mình hơi ác nha, nhưng mà mình thấy đây là thật sự thật tâm mình kỳ vọng nhiều hơn ở một phòng bay khách sạn 5 sao. Mình thử xem là cái khả năng sử dụng lại cái hộp này sau khi mà Trung Thu đã qua như thế nào đi. Đựng kim chỉ. Phương Đông. Extreme Orient. Cái phương đông thì extreme. Siêu là... đông và siêu phương đông. Kiểu... hay là chính là khoảng học viễn đông. À. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và hôm nay thì các bạn đã thấy trên tiêu đề và thấy trước mặt chúng mình rồi. Hôm nay nhân dịp Trung Thu sắp tới thì mình có một cái idea vô cùng lớn. Đó chính là các bạn biết rằng ấy là ở ngoài Hà Nội hay ngoài Bắc nhà mình thì mình rất là mê bánh truyền thống. Nên là tới Trung Thu thì em sẽ mua bánh truyền thống như là Bảo Phương hay là cái gì đấy ở Hải Phòng. Em quên mất tên rồi, lâu bỗng dưng quên. Bảo Phương hoặc Đông Phương ở Hải Phòng. Thì nhưng mà ở trong Sài Gòn em ở đây lâu thì thấy mọi người rất là thích bánh khách sạn 5 sao. Và thi thoảng thì em cũng nhận được quà là mọi người tặng em bánh khách sạn 5 sao. Nhưng mà em có một câu hỏi ở trong đầu nên hôm nay mời chị Giang qua. Đó chính là chưa bao giờ em nhìn thấy toàn bộ bánh của khách sạn 5 sao trên cùng một cái bàn hết. Bởi vì là năm thì mình được tặng của Sofitel chẳng hạn, năm thì mình được tặng của Sheraton. Năm thì em nhớ là Sofitel rất ngon, nhưng hôm sau thì lại không có ăn lại của Sofitel để so sánh. Nên là hôm nay em làm một cái idea, đó chính là em sẽ sử dụng tất cả kiến thức của em về 8 khách sạn nổi tiếng nhất ở trung tâm Sài Gòn. Và em mua toàn bộ bánh của họ và đặt trên cùng một cái bàn để chúng ta có cơ hội để so sánh về hình thức cũng như là vị bánh ở bên trong. Và mình hy vọng rằng cái video này của mình sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu mà một Trung Thu đang cận kề và mọi người không biết mua bánh ở đâu thì mình ở đây, mình sẽ cố gắng nhận xét bánh trên kiến thức của mình. Và ở bên cạnh mình đó chính là bà hàng xóm nhà mình, bà Giang ơi, là bà có kinh nghiệm 4-5 năm gì đấy, ăn rất là nhiều loại bánh Trung Thu. Chính vì vậy là mình có một chuyên gia ăn bánh Trung Thu ở đây. Mình nghĩ rằng là trong những người mình biết thì đây là cái người ăn nhiều bánh Trung Thu nhất. Xin mời bà Hoàng bánh Trung Thu. Không dám tự nhận là chuyên gia bánh Trung Thu nhưng mà mình rất thích ăn bánh Trung Thu. Mình rất thích ăn bánh Trung Thu. Cho nên là Trung Thu nào mình cũng sẽ mua những cái bánh Trung Thu mà vị lạ nhất, nổi bật nhất của những cái năm đó, kiểu như là lạ mắt, là lạ tai. Trend và đang xu hướng. Em nhớ là năm nào sẽ có một cái loại nhân bánh Trung Thu rất là xu hướng, mọi người sẽ nói nhiều ở trên mạng. Cái năm mà em làm cái bánh Trung Thu xôi xéo. Xôi xéo ở đấy. Hay năm nay làm lại nhỉ? Ngon. Ừ đấy. Nên là mình cũng tự tin đây là quan hệ, nhờ hết tất cả quan hệ rồi, đây là chuyên gia bánh Trung Thu xịn nhất mà tôi từng biết. Chứ không phải là một bà già cũ kỹ ở cạnh nhà không biết mời ai thì mới mời tạm bà này sang. Không. Kiểu như là giống như là mình là plan B của tất cả các khách mời. Không. Nhỡ mà bể kèo thì gọi tạm, nó sẽ chạy qua từ nhà bên cạnh. Nhà mình cũng ở khá xa thì đây là cái người gần mình nhất, thật sự là gần mình nhất. Còn ai cũng phải tính đơn vị bằng chục cây số hết. Và hôm nay em kể cho chị là em chọn 8 khách sạn ra ở đây để em mua bánh, bởi vì là theo em tham khảo các bạn xung quanh em, những người bạn gọi là người Sài Gòn của em, thì đây là 8 khách sạn mà mọi người sẽ biết tới khi mà mọi người nghĩ là mua bánh Trung Thu. Thì em sẽ chọn theo tầm hiểu biết của em 8 khách sạn nổi bật nhất. Tất nhiên là em không thể bao quát được tất cả khách sạn ở Sài Gòn được, nhưng mà đây là những khách sạn quận nhất, nổi bật nhất. Chị biết là em đi hết 8 khách sạn này em chỉ mất đúng khoảng 30 phút đi lại giữa khách sạn này khách sạn kia, bởi vì giữa mỗi khách sạn chỉ cách nhau có 2 phút, 3 phút đi xe thôi. Có nghĩa là rất gần nhau, có giống như đây là trung tâm của trung tâm rồi. Thì em mua của 8 khách sạn đó em xin được kể tên sau đây. Đây. Mình thấy Intercon nè, Sofitel nè, New World nè, Caravel nè, Caravel, Park Hyatt nè. New, đây là New World. Không, đây là New World. Đây là Sheraton. Sheraton. Bên này là Hotel des Arts. Còn đây là Renaissance. Đây là những khách sạn, có những khách sạn mới, có những khách sạn cũ nhưng mà tiêu chuẩn đều phải là 5 sao. Thì ok, bây giờ chắc là mình sẽ nhận xét về ngoại hình của từng hộp trước. Các bạn ạ, tình cờ thế nào khi mà nhắc đến phần review ngoại hình thì chị Trí xuất hiện. Tình cờ. Tình cờ. Vô cùng tình cờ. Nhưng mà không phải tình cờ. Em cuộc gọi. Em gọi cho chị năm cuộc gọi nhưng em nghĩ là chị đến sớm hơn. Nhưng mà em nghĩ là vì chị đến trễ nên em định cắt cái phần đấy ra đằng sau. Nhưng mà ai dè là chị đến đúng khi mà bọn em định review ngoại hình của từng hộp bánh. Và bây giờ nói tóm tắt lại đơn giản là bây giờ em có 8 hộp bánh đến từ 8 khách sạn khác nhau và hôm nay em đã mất nguyên một buổi sáng. Đáng ra là từ 9 giờ nhưng mà em hơi trễ là 10 giờ em đi. Thế là em mất nguyên một buổi sáng để em mua toàn bộ bánh Trung Thu từ 8 khách sạn, mà đây là tiêu chuẩn là những khách sạn 5 sao. Lâu đời hoặc là rất là trung tâm ở Sài Gòn. Nên là em nghĩ em làm cái video này để cho mọi người thấy 8 cái bánh ở trên này. Và đây là một cái recommend cho mọi người trong năm nay là mọi người nên thử bánh nào để hợp đi tặng, đi biếu. Phần đầu tiên thì là bánh Trung Thu ấy là cái ngành công nghiệp nghìn tỷ. Nên là kiểu mọi người thống kê ấy, có những công ty và những nhà bánh là chỉ sống nhờ mùa bánh Trung Thu thôi. Và họ chỉ bán đúng bánh Trung Thu quanh năm, họ không bán gì hết. Cái đấy là sự thật. Và chính vì vậy ấy, là cái bánh Trung Thu nó không chỉ đơn giản là cái bánh mà nó là cái
quà tặng, biếu tặng của người này người kia, nên là cái hộp bánh cũng rất là quan trọng. Có những khách sạn mà em đi thì người ta có đến 3-4 option hộp bánh khác nhau, nhân không khác gì hết, giá khác nhau lên đến gấp đôi gấp ba chỉ vì cái hộp. Nên là cái phần hộp nó là một cái phần rất là quan trọng. Và đây có hai cô gái ở đây thì em nghĩ rằng là sẽ review hộp nhá. Thì mình sẽ review từ trái qua. Đây là bánh của khách sạn Intercon. Thì mọi người thấy hộp bánh này năm nay như nào? Ra cảm thấy đây là một cái thiết kế hộp mà nó khá là an toàn đấy, phải không? Tức là mình không cái này cảm nó thấy... khá là template, nó tương đối tiêu chuẩn. Có nghĩa rằng là nhưng mà nó vẫn đủ lịch sự để tiết kiệm chi phí, trong khi nó lại mang đến một cái ngoại mà... hình nó rất là ổn đấy chứ. Nếu cần thì mình có thể add thêm một hàng nữa thành là hộp 6 bánh hả? Hộp 6 bánh. Làm sao mà chị add được? Nó là cái khe mà mình thì đưa không cái... thì ý là không phải là mình add, nhưng mà ý là họ cái, có, cái... họ có đến nhân cái hộp khác. Này họ có thể cho được 4 bánh hoặc 6 bánh. Có nghĩa là cái vỏ này họ có thể đổi cái nhân bên trong để làm thành các hộp bánh khác nhau. Các nhưng mà em khác nhau. Ngày xưa chị chưa bao giờ đi làm thiết kế layout đúng không? Có. Khi mà chị nói là cho 6 bánh vào đấy là em thấy ngay là sẽ không có cái chỗ để thiết kế cái logo ở phía trên nhỉ. Thì nhưng không mà có cái chỗ để đặt cái logo ở trên. Nhưng mà họ có thể đặt cái logo ở trên này. Nhưng mà khi gỡ hộp bánh ra không còn cái logo trên cái hộp ai chính lấy nữa. Cái làm gì nữa. Đấy, nhưng mà vấn đề là cái logo của khách sạn cũng rất là quan trọng. Khi mà cái bánh trung thu khách sạn là cái logo khách sạn cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà bằng trước có mà. Người ta muốn ở trong cả ngoài. Thì ở trên này, Ruby on the moon. Nhưng mà tóm lại là mọi người thích hộp này không? Cái hộp này em mua là giá 1.180.000. Và đây là khách sạn duy nhất trong 8 khách sạn em đi mà người ta để giá là giá cộng cộng. Nên là em cực kỳ không thích cái việc để giá cộng cộng. Mọi người, tất cả những cái hộp bánh kia khi mà được xem giá ở trên website hay là trên Facebook ấy, họ đều để là giá niêm yết. Còn đây là giá 1.180.000 cộng cộng. Cộng cộng tức là sao? Là để chưa có tax và chưa có phí service. Là đến đấy họ tính thêm khoảng 15% nữa. Tóm lại là bao nhiêu là 1 tiền? 1.200.000 bao nhiêu đến gần 1.300.000. Okay. Nhưng mà với cá nhân em thì em không thích niêm yết giá như vậy. Thì nói chung là hộp bánh này với cá nhân em nhé thì em đánh giá là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn và với cái mức giá khách sạn ấy thì em kỳ vọng nhiều hơn một chút. Bởi vì là khi mà em mua bánh khách sạn đều là trên 1 triệu cho 4 bánh, trải dài từ 1 triệu 1 cho tới 1 triệu 8 cho 4 bánh. Thì cái phần vỏ hộp em kỳ vọng phải đẹp hơn, nhiều hơn và cầu kỳ hơn. Và thêm nữa, nói về trải nghiệm đi mua hàng ở Intercon cũng hơi khó khăn một chút. Thật sự là rất khó hiểu. Mình không thấy cái ở sảnh có luôn một quầy bánh trung thu mà mình phải đi đâu ấy. Lý Ngư Vong Nguyệt là hộp này, trà xanh, hạt sen, hạt sen phẩm mọng. Ok. Có lẽ ở Intercon là chỗ mình phải chờ lâu nhất ấy, bởi vì là mọi người có quầy bán bánh nhưng mà bánh thì không phải là kho ở ngay gần đây. Sẽ gọi bánh ở đâu đấy đến, mình không biết cất ở đâu trong khách sạn nữa, nhưng mà đại khái là mình chờ ở đây phải gần 10 phút rồi. Ơ chào em. 10 phút. Và có vẻ như nhân viên ở trong đấy còn chưa nắm được là bán bánh trung thu. Họ điều hướng em qua M Plaza rồi các thứ, nên là em đi tìm được người bán bánh trung thu ở trong Intercon cũng là một điều không dễ dàng. Đây là điểm của Giang cho Intercon. Chị cho 7 điểm. Đâu, chị phải dơ điểm lên đừng nói, mất hồi hộp. Chị thần số học số 7. Thần số học người số 7 là như nào? Không biết. Em, chị biết là đây, nhưng mà cái này mình hơi ác nha. Nhưng mà mình thấy đây là thật sự thật tâm mình kỳ vọng nhiều hơn ở một hộp bánh khách sạn 5 sao. Thì đó là đầu tiên nhận xét sơ sơ về Intercon. Chúng ta sẽ đi đến với hộp bánh tiếp theo. Đây, mời hai cô gái nhận xét ấn tượng đầu tiên. Mọi người biết đây là hộp bánh của khách sạn gì không? Sofitel. Rõ ràng rồi. rồi, không đố nữa. Đây, ấn tượng đầu tiên ạ. Thấy những năm gần đây có vẻ cái trend mà làm hộp bánh hình tròn này mốt. Rất là xinh đấy. Em thích cái logo của Sofitel được để đồng ở trên này sáng loáng, nó là một cái điểm nhấn khá là sang trọng. Và có vẻ như là Sofitel bán bánh rất hot. Khi mà hôm nay mới là những ngày cuối tháng 8 dương mà em đi đến đấy thấy tất cả mọi người đang đặt hàng chục. Địa điểm đầu tiên đó chính là khách sạn Sofitel, là một khách sạn rất là đẹp nằm ở trên đường Lê Duẩn. Xin thông tin hoạt động anh thì em chúc. Em mua một hộp thôi. Hộp 6 bánh thì bao tiền em nhỉ? 1.650. 4 bánh là 1.395, 6 bánh là 1.650.
quá là chậm luôn đấy. Trải nghiệm mua hàng có vẻ không tốt lắm mọi người ạ. Siêu chậm luôn đấy. Hôm nay là rằm tháng 7 gì rồi mà. Thì là mọi người đã bắt đầu mua bánh rồi đúng không? Yes. Là mọi người mua rất là sớm. Nhưng mà em thấy rất hot. Và ở trong này có hai loại hộp thì em mua loại 4 bánh thôi. Hình như là có hai cái khóa ở hai bên mà em cần phải bỏ ra trước đã. Đây cũng là một chi tiết, cảm giác nó sẽ xịn bởi vì có khóa. Chứ còn nếu mà là một cái hộp mở thông thường thì em nghĩ sẽ không sẽ hơi giống những cái cốp make up hoặc là hộp đựng mũ, mấy cái giống những cái dương thời xưa của các cô. Nhìn kể cả cái đây, cái bên trong đẹp hơn này. Cái đáy hộp này cũng làm in rất đẹp, rất là sang trọng đây. À, bây giờ mình nghĩ chắc là cái lúc đấy người ta sẽ kiểu để cúng như thế này. Để cúng rất là đẹp. Và mọi người biết đằng sau này không? Nhung thấy hộp làm chi tiết đủ đơn giản và ấy. Còn mọi người thấy trên này sao? Mình thử xem là cái khả năng sử dụng lại cái hộp này sau khi mà Trung Thu đã qua như thế nào đi. Đựng kim chỉ. Vấn đề là cái phần mà giấy có gỡ ra được không? Được, chắc chắn gỡ được. Đừng nói chắc chắn chưa chắc. Có những cái hộp người ta dán cứng cái phần mút vào trong cái hộp ấy thì mình sẽ không bóc ra được. Còn nghĩ là tháo ra được. Đấy, tái chế tốt. Nhưng mà nông hơn so với là gian tưởng tượng. nhìn cái này giống như đi ăn lẩu Hajilao. Đây là phần đĩa thịt nhưng mà mở ra ở dưới toàn rau. Đâu toàn dưới toàn đá. Cảm giác là nó sẽ sâu hơn. Thế nhưng mà khi mà gỡ ra thì thấy là nó nông hơn. Thế chúng mình cũng phải xem mấy cái bánh nữa chứ. Cái bánh để review sau. Cái bánh là em sẽ cho phần review sau. Lại còn từng bước một. Chúng ta review về ngoại hình trước đi. Ngoại hình quan trọng là thế ngoại sao? Hình mà. Cái màu xanh và màu vàng này rất là hot năm nay phải không? Đúng, em nhìn thấy rất xịn. Thế hả? Không biết là hot hay không nhưng em nhìn thấy xịn. Chắc mọi người đã chán những combination màu đỏ và vàng. Không, cái màu xanh này đang hot năm nay. Giang thấy rất là nhiều sản phẩm mới ra với cái tông màu xanh như thế này, mọi người rất là thích. Tại sao em đang mặc cái áo này? Đỉnh. Không, nó không phải màu đó đâu. Nó thực sự không phải màu đó đâu, mọi người nhìn đi. Này. Này, nó không phải là cái nó là màu đấy mà. Đây là Royal Blue. Mọi người hãy chấm điểm tiếp cho Sofitel 7 điểm. Ok, Giang là Sofitel 10 điểm. Điểm cộng là 9 điểm là cho cái vẻ đẹp và cái cách mà mình mở ra nó tương đối là dễ dàng. Thuận em lợi. Thích cái khóa. Một điểm cộng để làm tròn thành 10 điểm là bởi vì mình có thể dùng được sau khi mà Trung Thu đã qua rồi. Rồi, ok. Em chấm Sofitel 9 điểm. Đây là cái mà mình thấy đẹp. Và có nghĩa là đây là một cái khách sạn mà mình đi đầu tiên. Khi là mình bị ấn tượng cái gì đầu tiên thì mình sẽ thiên vị. Giá của hộp bánh này là 1.395.000, là cũng cao hơn giá Intercon mình vừa mua. Nhưng mà thấy là cao hơn nhưng hộp đẹp hơn thì cũng là một cái mức đầu tư xứng đáng cho cái phần đóng hộp 1.395.000. Nhưng mà giá ở đây mọi người đang niêm yết bao nhiêu, người ta bán đúng bấy nhiêu luôn. Không có công cộng. Không có công cộng. Thuế. Mình không thích công cộng. Một cái giá rất là cao đấy đúng không? Cao. 1.395.000 là chị mua hộp bánh chia cho 4 là phải 14 chia 4 là phải 16 chia 4 là 4, 350 một cái bánh. 350.000 một cái bánh chưa kể hộp. Cũng cao. Cao. Không có nói chưa kể hộp được. Ừ, cái hộp là phải. Thế bây giờ chị tính tiền bánh bao nhiêu, tiền hộp bao nhiêu, chị chia thế nào được? Lý do tại sao mà mình nói là không có tính như vậy được là bởi vì mình thấy khách sạn Raffles ở bên Singapore đó là khi mà người ta bán bánh á, ở trong cái catalog của người ta có giá của từng cái bánh và cái giá của cái hộp. Sau khi mà người ta ghi là hộp bánh đặc biệt của Raffles Hotel năm nay là 225 đô sinh thì mình mới hỏi là thế cái bánh này nó có gì đặc biệt mà nó mắc hơn tất cả những cái bánh đang liệt kê ra ở phía trên. Cái người ta mới nói là không, nó chính là những cái bánh này nhưng mà nó là cái tiền hộp kia. Cho nên là bạn sẽ chọn 4 cái bánh ở phía trên fill vô cái hộp này và nó trở thành giá 225 đồng. Thì có nghĩa là người ta sẽ có một cái giá được breakdown riêng cho bánh và riêng cho hộp. Nhưng em nghĩ thấy đấy là một cái rõ ràng. Còn ở tất cả khách sạn em đã đi trải nghiệm này, chị không thể mua bánh riêng. Nhưng mình cũng không thể nào mà mình tính là 1.350.000 mà chia cho 4 cái bánh, tức là mỗi cái bánh là 390 được. Với người mà mua bánh chỉ về ăn cho em thì nó khác. Còn nếu mà đi biếu với thì đúng là mọi người sẽ tính khác. Hình như Raffle còn serve cái bánh đấy để ăn trà chiều ngay ở đấy. Còn đây là mình mua mang về. Tiếp theo đây là bánh của Caravel. Bánh của Caravel để em tra tiền nhé. 1.290.000. Thì nói chung ấy, em thấy tất cả các range giá mọi người đều set ở trong cái khoảng đó, chênh nhau khoảng 1-200.000 theo từng khách sạn mà thôi. Thì đây, nhung đỏ, hai mặt bên đều nhung đỏ hết. Ngăn kéo. Và số bánh phổ biến có vẻ là 4 bánh. Tức đúng là rồi. Không có khách sạn nào mà làm nhiều hơn, ví dụ như là 6 bánh. Có. Nhưng mà tiêu chuẩn của em là em muốn đánh giá tất đồng đều nhau.
Thì em là em chỉ có chọn các cái set 4 bánh thôi. Ok. Đây nhưng mà đúng là nhung nhi, chi khen là nhung đẹp. Nhưng mà nó rất zip. Nhung rất zip. Thì còn hơn là mở ra một cái là rơi ra. Mọi người nhìn này, ở trên này có quang cảnh của nhà hát thành phố và chính khách sạn Caravelle ở trên này luôn. Đẹp quá nè. Có mấy loại hộp em nhỉ? Dạ, bên em có hai loại hộp. Dòng hộp này là dòng hộp Deluxe, bao gồm 4 bánh và 4 vị khác nhau ạ. Vị trà xanh, vị cà phê, vị gà quay và vị hải sản. Trà xanh, cà phê, gà quay, hải sản. Dạ, vâng. Và một hộp trà. Trà lài. Còn đây là... đây là hộp Heritage, bao gồm 6 bánh, một bánh 120g. Thì bao gồm thêm 2 hộp trà nữa. 2 hộp trà còn vẫn là 4 bánh thôi đúng không? 6 bánh ạ, 6 bánh. À, 6 bánh. 6 vị. Thế cái 2 cái vị thêm là vị gì nhỉ? À, vị đậu đỏ và vị thập cẩm ạ. À, ok. Thế thì 4 bánh của em là fix vị rồi đúng không? Dạ, đúng không? Bên em fix vị nhất. Ok, cho anh một hộp 4 bánh. Là bên mình là 1290 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Okay. Mình có thẻ thành viên ở bên khách sạn em không? Không có. Nói chung là bánh ở đây thì thấy nhanh đấy. Bởi vì là có vẻ như được bày sẵn ở đây luôn. Mua nhanh. Đây, cái bản đặc biệt này thì có một cái tranh xếp giấy nhìn khá là đẹp. Cái này có vẻ như là... mình cảm giác này như là cái nhà xe gì ấy. Có một công tắc điện ở đây, kể thì đã hỏi bạn đây. Đây, cái pattern của nó là nhà hát thành phố và khách sạn Caravelle. Nhìn rất là đẹp ạ. 4 cái bánh, hộp vàng và một hộp trà. Thì thực ra là ra cao hơn một tí mà có thêm hộp trà cũng được ấy chứ. Cũng được. Vì ai cũng sẽ ăn bánh trung thu với trà. Đúng. Không có trà không ăn được bánh trung thu đâu. Chưa chắc gì những cái kia đã không có trà, mình đâu đã mở những cái hộp phụ của những hộp kia đâu. Hai hộp trước là mình không có trà là chắc chắn. Có hộp phụ mà. À, cái này hộp phụ, cái đấy là dao nĩa. Đây, cái này là trà. Là trà này là được đến tận 50g, gần 100g trà luôn, là nhiều. Chị muốn màu vàng trầm hơn hả? À? Màu vàng này hơi bánh đậu xanh. À, ok. Không, nhưng mà nó cũng đẹp. Nhưng mà đẹp lúc... theo kiểu vàng chóe loẹ. Từ lúc chị nói đến bánh đậu xanh là em không nhìn nó như em đã từng nhìn rồi. Đây là một cái tông màu khi mà nhung đỏ kết hợp với cái màu vàng này, thì nó là một cái sự kết hợp sang. Tương đối là truyền thống. Đúng. Tức là những người mà người ta thuộc thế hệ mà hơi lớn một chút xíu thì là người ta sẽ cảm thấy rất là vừa mắt với một cái hộp với cái tông màu như thế này. Trong khi ví dụ như là Sofitel và Intercon thì người ta lựa một cái gam màu nó trẻ hơn. Nhưng mà có một điểm em đánh giá cao đó chính là khi mà chị nói đến bánh đậu xanh ấy thì em nghĩ rằng là bánh đậu xanh người ta hay dùng một cái vàng bóng, còn đây người ta dùng một cái vàng mờ. Nó không soi gương được ấy. Không, nhưng mà chính vì cái association bánh đậu xanh cũng làm cảm giác nó traditional hơn. Hình như bánh đậu xanh dùng vàng truyền thống cũng hơn mờ mà ta. Thế hả? Lâu lắm em chưa ăn bánh đậu xanh. Mà cái màu đỏ này rất là đẹp này, thì nó tone down cái màu vàng của cái này rất nhiều. Ok, thế mọi người nhìn kỹ hộp rồi. Bây giờ đến phần chấm điểm, vẫn theo thứ tự. Giang, với em nhá, em chấm cùng điểm 9 với Chi. Không, em có chấm cùng điểm 9 với Chi. Thì em nghĩ đây là một cái bánh rất là truyền thống. Giang định chấm điểm 9 nhưng mà Giang trừ một điểm là nó rít quá. Ừ. Tức là cái trải nghiệm khi mà mình mở ra. Cái này mà cho Linh đi ăn hỏi cũng được này. Ừ, cái này nhìn màu cũng rất ăn hỏi. Cho em công nhận là hộp này thì mình sẽ recommend cho các bạn. Nếu mà các bạn tặng cho những người lớn tuổi, các cô, các chú thì mọi người sẽ thấy đây là một cái vẻ đẹp truyền thống và mọi người sẽ... mình nghĩ là mọi người sẽ thích. Chính ra Chi thấy đây là một cái vẻ đẹp khá là hiện đại. Mặc dù là có những cái nét truyền thống nhưng mà cái cách sử dụng nó rất là minimal. Đến lúc mình mở ra thì nó mới bắt đầu review những cái truyền thống ở bên trong. Ok, vậy tính ra chúng ta sẽ tính điểm trung bình. Giang uống trà là cứ dùng mình. Đây là hộp bánh trung thu tiếp theo, đây là khách sạn New World. Ấn tượng đầu tiên là em thấy khá là dịu mắt so với cả thị trường bánh trung thu ngập tràn. Màu này em thấy thích, xinh. Màu này cảm giác rất là Hàn Quốc. À, ừ, màu... Và Hàn Quốc cũng là một nước celebrate trung thu như là chúng ta và Trung Quốc. Đây, và mọi người xem này. Đây. Ừ, bên trong đẹp. Các cái tranh con chim này rất là đẹp. Lại còn màu đối xứng. Đó mọi người thấy. Em thấy cái tranh con chim này đẹp. Em thích đơn giản con chim như này. Và bánh thì trơn. Trơn. Cách phối màu của New World năm nay rất là xinh. Xinh. Em thấy cũng sang. Nếu mà là em nha, em sẽ tặng hộp này cho những người tặng người nhận là nữ. Cái hộp này nữ tính, đúng. Nếu mà tặng nhân vật là nữ thì em thấy rất là ok. Có quai sách cũng xinh. Mà không cần thêm túi. Nhưng mà thực ra thì họ vẫn cho thêm túi. Nhưng mà em thấy kiểu nếu mà đi sách đưa một hộp quà như này xinh hơn là cho vào một cái túi giấy.
thì người ta sẽ thấy trọn vẹn được cái vẻ đẹp của hộp quà hơn. Ừ. Mặc dù là để mua bán cho dễ thì thường là mọi người đều để vào một cái túi giấy cả. Nhưng mà nếu mà em tặng quà nên em thấy đưa này nó xinh. Tại vì cái túi giấy đôi khi nó chỉ bảo vệ cái hộp này cho đến khi tới nơi thôi. Với cả là trên này quai nhá, cũng có một miếng giả da, có cái khóa bằng kim loại đẹp xinh. Và mọi người, quên, bên hông này rất là đẹp luôn. Nhìn gì hơi giống cách bông nhưng mà đẹp. Một điểm cộng mà mình chấm cho cái hộp này là rất là nhỏ gọn. Tức là khi mà mình nhìn một cái hộp lớn thì rất là hoành tráng, đúng không? Thế nhưng nó mà sử dụng khi hết mà mình... các cái diện tích của nó một cách rất hiệu quả. Khi mình đưa một cái hộp lớn vào sử dụng đấy thì là nhiều khi mình sẽ bưng lên như thế này. Và khi mà mình có một cái hộp mà nó nhỏ gọn ở trong tay. Ví dụ nhà bạn có rất nhiều các hộp bánh trung thu xếp lên. Đây là trường hợp đây là thêm một điểm cộng, ý chi là nếu mà cái này đi biếu mà người nào mà biếu một người mà rất hay nhận quà thì đây nó sẽ là nhỏ gọn. Nhỏ gọn người ta sẽ rất thích vì người ta sẽ xếp nó gọn. Ok, một điểm cộng hơi xa rời với suy nghĩ của mình nhưng mà ok. Ok, bây giờ đến chấm điểm đi ạ. Bây giờ các mời Giang chấm trước. Rất là tiếc có một bộ điểm thôi nên là chấm từng người một. Giang cho 10 điểm vì thứ nhất là xinh, thứ hai là dễ sử dụng và thứ ba là cái giá trị sử dụng nó cũng rất là lâu dài. Cá nhân Giang bật mí là Giang cũng được nhận cái hộp này và sau khi mà Giang ăn cái bánh này thì là Giang đã tặng cho một em bé gái để em bé đựng nữ trang, vòng không có kim chỉ. Kim chỉ. Đựng vòng, đựng bông tai và các em bé rất là thích. Đấy, em bé thích. Giang là may mà lớn hơn mà để cái này đựng đồ hàng các chắc cũng thích. Trông nó giống một cái tủ không có mở ra. Em đồng ý với Giang là em cũng cho 10 điểm luôn. Bởi vì cái hộp này gọn gàng, đẹp, rất là thích. Nếu mà các bạn mà tặng, người tặng là nữ thì chắc chắn mê mẩn luôn. Bạn này 1.110.000, đây là cái hộp bánh mà mình thấy giá là trong những cái khách sạn năm sao mình đi mua thì đây là có cái giá vừa phải, hợp lý nhất. Nên là cộng điểm đẹp và điểm mà giá quá hợp lý thì đây là một món quà mình thấy tuyệt vời đấy. Chị cho 8 điểm vì chị đã nhìn thấy có những chiếc hộp khác chị thích hơn. Ok, chị ăn gian, chị nhìn trước đề bài. Và đây là hộp bánh của khách sạn Sheraton với giá 1.388.000. Thì mọi người có thể thấy là mọi người vừa nãy ồ à với nhung cái gì. Ở đây là một chất giả da lộn. Thì đây cũng là một cái chất mà em thấy thú vị. Tại vì là cầm sau khi mà cầm rất nhiều hộp nhung rồi, một cái chất liệu mà mết mết này, xong rồi dĩ nhiên là giả da thôi, nhưng mà nó mang lại cái cảm giác rất là luxury. Kiểu hơi giống hộp Dyson Airwrap. Oh my god. Mỗi lần mà chị nói cái so sánh của chị xong là em không thể nhìn những cái hộp đấy như lần đầu tiên em nhìn thấy nó nữa. Bởi vì bây giờ em sẽ expect là mở ra là có cái máy sấy tóc ở trong đấy. Nhưng mà cái chất này em thấy thích, thú vị. Bởi vì là thực ra là mà chơi đùa với chất liệu thì là mọi người chọn cái chất liệu nào mà mang lại cái cảm giác thú vị cho người cầm là tuyệt vời rồi. Mọi người thấy chất này sao? Thấy Giang thấy sao? Cái hoa mà được deboss chìm này cũng nó tạo ra được chi tiết nhưng mà không bị quá lòe loẹt. Nếu các bạn thích cái gì minimal thì đây. Giang thấy sao? Giang thấy họa tiết này không minimal như chi nói. Nhưng mà nó không, nếu mà nhìn xa thì nó khá là chìm vào cái màu này mà. Ok, bây giờ mình đang kiểu ánh sáng. Nó in chìm. Ok, thế còn về chất liệu ra đây, mời sờ ạ. Chất liệu này thì rất là thích rồi, thêm cái tab này nữa làm cho mình gợi nhắc đến những cái vali hoặc là những cái túi mà hàng hiệu đó. Wow. Nhưng mà cái mở này cũng wow này, bởi vì em thích nhất là cái hộp quà ấy. Cái động tác mở ra nó gây được cái sự surprise. Thì khi mà mở ra thì nó bung ra như này thì em thấy thích. Em ban đầu em cũng nghĩ là cái nắp này là cái mặt này nó dính ở đây thì mở ra như này thì bình thường. Nhưng mở ra nó bung ra như này thì wow. Mình thích cái màu cam phối màu xanh và cái màu kem ở bên trong này. Ui, này, sở thích lắm. Nói chung là ai mà chú trọng về xúc giác thì đây sẽ là một hộp quà mình nghĩ rằng là người nhận sẽ sờ hộp và sẽ cảm thấy rất là thích thú về cái chất liệu này. Xong rồi còn ngửi hộp và không ngửi hộp thì cũng không ngửi bánh. Ngửi bánh. Được đấy, được ngửi hộp. Có cái mùi gì đặc trưng? Cái hộp này thì không có mùi đặc trưng đến thế. Và chấm điểm ạ. 10 điểm. 9 điểm. Em chấm 9 điểm. 9 điểm. Cái hộp này hết Trung Thu có thể dùng được luôn mà người lớn dùng được luôn để đựng đồng hồ này, trang sức này. Đâu, nhưng mà nó bung ra như này rồi thì sao? Có nghĩa là nó thì vẫn có thể khóa nó vào mà. Ừ.
Thực ra nói thật là thì không phải lúc nào đi... mọi người mình cũng để cho nó mở hết ra. Khi mà đi vào sử dụng đấy thì là mình đang muốn ra ngoài, mình đang muốn sửa soạn cho nó nhanh ấy, thì mình sẽ không thích những cái hộp đựng nó trang sức quá. Mà nó lắt léo quá. Cái gì mà mình lấy được nhanh thì nó sẽ tiện. Và với cái giá đánh giá là cao hơn những cái hộp bánh trước một chút, nhưng mà em thấy cái giá cao hơn này nó cái packaging nó hoàn toàn đầu tư, có nghĩa là nó justify được cái chuyện cao hơn một chút. Thì đây là hộp bánh của, và đây là hộp bánh của Sheraton. Chúng ta sẽ đến với hộp bánh tiếp theo. Cái hộp bánh này thì rất là đặc biệt, em phải nói. Đây là hộp bánh của khách sạn Park Hyatt. Và Park Hyatt thì hộp bánh này có giá là đẹp quá. 1.500.000. Cái hộp bánh này em phải nói với mọi người là cái trải nghiệm mua bánh cơ. Khi mà bước vào Park Hyatt thì mình đã cảm giác được cái không khí nó rất là sang trọng. Simple và đẹp. Quan trọng nhất là cái không khí ở trong Hyatt ấy. Cái không khí thật sự sang trọng. Nói chung là từ đầu đến giờ mình đã đi được khoảng 3-4 khách sạn gì đấy thì bước vào đây là cái cảm giác nó khác hẳn. Thế là review về không gian mua hàng luôn nhé. Nói chung là thấy Hyatt cảm giác tuyệt. Khi mà bước vào cái không khí rồi, cái mùi và tất cả mọi thứ rất là sang trọng. Và hộp bánh của Park Hyatt thì được bán ở một cái quầy ở chính giữa cái khu vực cà phê mà mọi người hay đi uống trà chiều. Thì vào đó thì mình cũng được ngồi, được chờ. Và cái trải nghiệm mua bánh em đánh giá là rất là tuyệt vời. Được nghe nhạc, hôm nay tình cờ đi đến lúc đấy thì cũng vẫn có nhạc, đánh nhạc piano, thế rất là thích. Vào mua hàng đã thích rồi. Hộp bánh thì họ không sử dụng những cái chất liệu cầu kỳ như là những hộp bánh vừa rồi mình có sờ tới, thì nó là hộp bánh đơn giản. Nhưng mà mọi người đánh giá sao? Không, nhưng mà hãy nhìn cái in này là cái in chất lượng rất cao nha. Thế hả? Em không nhìn ra. Đây là những cái chi tiết dập nổi rất là đẹp. Nó rất tinh tế và sắc nét. Đẹp. Và em nhìn ở đây, em nhìn cận thì em thấy sự chuyển màu quả hồng này rất là kỹ nhá. Không phải là một quả hồng kiểu một màu đồng. Và bây giờ mở ra nhá. Tèn tèn. Đấy, được tặng một cái một mũi nĩa dao bằng gỗ để cắt bánh. Và đây là bốn hộp, thật sự đơn giản, rất đơn giản luôn. Em nghĩ nhá, là cái sự sang trọng này nó đến từ đơn giản. Nhưng mà với em ý, khi mà em đã, nói chung là em ở Sài Gòn 10 năm, em thấy là Park Hyatt là một cái gì đấy em rất là kỳ vọng. Thì nếu mà cái hộp bánh điệu hơn một chút thì khi mà em đi tặng ấy, em sẽ thấy rằng là gây ấn tượng với người ta hơn. Nhưng bây giờ có phải mọi người đang theo xu hướng là quiet luxury đúng không? Đúng rồi. Tất cả những cái này là mày phải làm một cái phôi riêng để mà mày in. Ok, rồi bây giờ chấm điểm ạ. Tôi biết là những người minimal 10 điểm. Em chấm 9 điểm ạ. Nói chung là có cái gì đấy gây bất ngờ cho mình hơn một tí thì mình sẽ thích hơn. Nhưng mà cái trải nghiệm khi mua bánh ở Park Hyatt thì rất là tuyệt vời. Và hộp bánh tiếp theo sẽ lấy cái hộp to trước mặt ra. Bởi vì cái này có nhiều câu chuyện để nói. Đây là hộp bánh của khách sạn Renaissance. Renaissance là một khách sạn khá là lâu năm ở Sài Gòn rồi. Và đây là cái hộp bánh với cái giá thấp nhất. Bởi vì họ có 3 cấp hộp bánh. Hộp bánh cao hơn ấy thì là có màu xanh lá cây và nó có đèn. Nhưng cái hộp bánh đắt nhất ấy là đắt hơn cái này gấp đôi. Em vừa nói là có đèn đấy à? Có đèn. Không, nhưng mà mọi người nhìn ở ngoài. Không, có khi nó lại siêu đẹp kiểu lồng đèn. Renaissance này là cái hộp bánh này là thấp nhất là 1.290.000. Còn cái hộp bánh cấp số 2 em không có hình ở đây cho mọi người xem thì nó là 1.500.000. Nhưng mà cái hộp đắt nhất là 2.400.000 ấy. Thì em có cái này cho mọi người xem này. Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn. Đấy, 2 chữ khách sạn. Là khác nhau cái gì nhỉ? Bánh thì nó giống nhau là mình sẽ có 4 vị bánh, còn khác nhau là cái sự kết hợp của anh. Ở bên cái này là handmade thôi, còn hộp này thì mình sẽ có hộp đèn thì mình có dây sạc, mình có thể sạc đi sạc lại sử dụng được. Hoặc là nó sẽ ké thì tụi em sẽ hết pin luôn. Ồ, bao nhiêu tiền nhỉ em nhỉ? Dạ 2.690.000. Là đắt hơn? Dạ đắt hơn khoảng 1.400.000 á anh. Nhưng mà nếu mà em tạo thành cái này là anh được lấy giá này đúng không? Dạ, nếu anh mua cái hộp này thì em sẽ giảm cho anh 10%, còn 2.400.000
34.000. Chả lẽ bây giờ bỏ ra thêm 1.3 triệu mua cái đèn này. Mình tiếc quá các bạn ạ, bởi vì là hộp này tắt hơn tận 1.3 triệu lận là thêm một hộp bánh nữa. Và mình review này và mình ham review vào số lượng nên là mình không mua cái này về nhà. Mặc dù mình rất thích cái đèn này, cái đèn này còn sạc pin và phát sáng được cơ. Và bây giờ nó hết pin, các bạn nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhưng mà thôi, review bánh trung thu mà, thì mình sẽ cố gắng là các bạn hãy tưởng tượng đây, cái hộp nó đẹp như thế này. Đó, mình review hộp tại chỗ luôn. Còn bánh thì mình sẽ để dành về nhà. Nhưng mà thật sự là trong tất cả các khách sạn mình đi thì cái đèn này là một cái khoản ấn tượng nhất. Mặc dù nó đắt thật, tính ra 1.3 triệu, 1.4 triệu cái đèn này để thêm được cái đèn này, nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Nếu mà sáng lên và để đèn ở trong nhà, để pin ở trong nhà thì cũng là một cái item trang trí rất là tuyệt vời, một món quà rất là tuyệt vời cho mùa trung thu. Một cái đèn lồng trung thu mà rất là minimal ấy. Chu choang bạn ơi, cái đèn này nó có cả cổng sạc USB Type-C mọi người ạ. Nhưng mà đắt quá. Nhưng mà thôi các bạn, nếu mà mua quà tặng ai mà không phải mua nhiều bánh trung thu như mình thì mình cũng nghĩ rằng đấy là một món quà rất là tuyệt vời đấy. Tặng kèm một cái đèn lồng, đèn này có sạc pin và dùng cổng USB Type-C để sạc. Em rất mê cái đèn này. Nhưng mà em nghĩ là cái đèn này... Ủa sao từ góc kia thì nó tròn và từ góc này thì nó lại là... Đấy, nó quả khí cầu, nghĩa là nhìn từ trên xuống thì nó tròn. Và cái đèn này sạc pin. Và nó to từng nào? Nó đây. To đây, nó to, nó bọc được cái quả, cái cốc này. Đây, như này. Đó. Nghe có vẻ hợp với phòng của Mây. Đó. Nhưng mà em vẫn thấy rằng là lúc đấy em mua đến hộp bánh cuối cùng là hộp bánh thứ 8 rồi. Em thấy rằng là bây giờ mình bỏ thêm hơn 1 triệu luôn mua cái đèn, em hơi rén tay. Là cái hộp mắc nhất đấy rất là ấn tượng, rất là đẹp. Là có một cái đèn ở phía trên là một cái khoang hình lập phương, còn ở phía dưới là bánh ở ngăn kéo. Và cái đèn đấy thì em thấy cái giá trị cái đèn nó là một cái quà tặng thêm ấn tượng. Nhưng mà cái bánh nó khác nhau không? Cái bánh không khác nhau. Có nghĩa là chỉ là khác hộp thôi. Đấy giống như raffle chị nói đấy. Có nghĩa rằng là người ta sẽ chọn những cái hộp ấn tượng hơn để tặng quà và gây ấn tượng. Còn đây là cái hộp mọi người hiểu là 1290 là hộp cơ bản nhất. Và đây bên trong cũng rất là đẹp. Đây là khách sạn duy nhất mà cái việc mà lập thẻ thành viên ấy rất là dễ dàng. Em chưa có thẻ thành viên thì họ cũng làm cho em luôn. Và được giảm ngay 10% ở trên giá bánh. Thì đây là cái cũng tuyệt vời, bởi vì họ nằm ở trong tập đoàn Marriott. Nên là họ giảm 10% cho ai là thành viên của Marriott luôn. Mà nếu mà chưa có thì lập ngay tại chỗ. Thì mọi người đánh giá hộp bánh này như nào? Hộp bánh này đẹp, chị rất thích những cái effect mà những cái mà in chim này này. Nó có một cái gì đấy rất là Nhật Bản, nhưng kiểu xến xến nhưng mà lại Nhật. Nhưng mà cùng là vỏ in nhất thì rõ ràng là bên Hyatt in kỹ hơn, cầu kỳ hơn. Thì đúng rồi. Giang thích cái lựa chọn của những cái visual, những cái hình ảnh mà người ta chọn, tức là con cò đồng lúa và hoa cúc ở phía trong kết hợp với nhau, cảm giác nó cũng rất là lạ mắt. Và bây giờ chấm điểm đi ạ. 9 điểm. Với hộp này thì em chỉ chấm 8 điểm thôi, bởi vì màu cam nó có nghĩa là do gu cá nhân, màu cam nó hơi rực mắt với em quá. Màu của khách sạn người ta phải không? Không, bởi vì ba màu khác nhau, màu cam, màu xanh lá và màu xanh biển. Ừ. Thực ra là vì mình thích cái hộp xanh hoặc biển là quá mà mình... Màu của quả hồng. Mình thích cái hộp xanh biển 2 triệu mấy quá, nhưng mà vì mình thích thì mình không mua, nên là mình chấm cái hộp này 8 điểm thôi. Còn hộp 10 điểm là em chấm cho cái hộp mà em không mua được. Chấm thầm. Chấm thầm. Vì hộp đấy quá xuất sắc, cái đèn đấy em chưa từng thấy cái quà mà đèn sạc tặng thêm mà người ta cho sạc USB Type-C. Là quá là advanced, quá là cao cấp về mặt công nghệ. Chưa từng thấy cái đèn sạc nào mà... Nhưng mà bây giờ là tiêu chuẩn rồi, tất cả các thứ đều phải sạc Type-C. Nhưng mà em rất bất ngờ khi em lật nó lên, nó là súng sạc Type-C, trời đúng. Ơi. Tại vì bình thường sạc cái Type Micro USB thì sẽ rẻ hơn. Đúng rồi, bởi vì là bây giờ mình mua nhiều thiết bị xịn kiểu như Micro rất mới, có những hãng còn chưa dùng USB Type-C mà một cái đèn tặng thêm ở trong hộp bánh trung thu mà họ dùng USB Type-C. Rồi, ok. Amazing. Đây là hộp bánh đắt nhất, 1.888.000. Hộp bánh này của khách sạn Hotel de Arts. Màu này rất là cổ tích đấy, đúng không? Đây là cái gam màu cổ tích dành cho các em bé mà đang trang trí phòng theo cái concept vũ trụ đấy. Ai biết chữ này không? Tên tiếng Pháp. Ngọc chị. Trai của Extreme Đông. Orient. Cái phương Đông thì Extreme. Siêu Đông và siêu phương Đông. Hay là chính là Hòn Ngọc Viễn Đông. À! Oh! Ồ, ngọc trai của một vùng siêu phương Đông. Ồ, Hòn Ngọc Viễn Đông. Ồ, đỉnh.
Đây là tiếng Pháp của Hòn Ngọc Viễn Đông mọi người, mình không biết đọc đâu. Nhưng mà ô, vòng chai của vùng siêu phương Đông. Ok, thôi được rồi, đấy cái chữ đấy cũng hay. Thế mọi người thấy là logo của Hotel Des Arts ở đây được in ở trên cái vàng này. Nhưng em nói thật nhé, em thấy là cái in của Sofitel nhìn kỹ hơn. Tại vì cái logo này nó cũng đơn giản hơn nữa so với okay. Cái này. Rồi, đấy mọi người nhìn bên ngoài mọi người có ý kiến gì, thấy sao cổ tích rồi sao nữa? Bây giờ kéo ra, bây giờ kéo ra nào. Kéo ra, đã in chìm, xì rút hẳn mình ra. Rồi. Actually mấy cái graphic in chìm này cũng khá là đẹp. Đẹp. À, nó là các cái nhà địa danh của nè. Sài Gòn. Chợ Bến Thành nè. Tất cả cái illustration này là người ta cũng tự làm. Rất là minimal, rất là đẹp. Và chưa hết, Chi cầm giúp em. Ở bên trên này. Ồ, surprise. Em thích những phần surprise này. Cảm giác như kiểu chúng mình đang chuẩn bị phải giải câu đố. Đấy, này. Giết đúng. Người phòng kín. Cảm giác là sẽ chuẩn bị có câu đố. Thế xong rồi sẽ có một cái núm bí mật để vặn ra một cái chìa khóa gì đó. Hay đi mà. Vào một cái escape room mà chúng mình kín. Sẽ không thể ra được. Và ở đây có hai hộp trà và một cái thiệp. Thiệp này được seal bằng dấu sáp luôn. Thì em thấy những cái chi tiết này là khiến cho em kiểu mê mẩn ý. Bây giờ mà em mở cái thiệp này mà thấy cái chìa khóa ở trong chị về chị không quay nữa đâu. Tại sao? Bởi vì chị phải đi đón con thì không chơi được giải đố gì. Không phải mà chị mà vào escape room là chị chỉ có vào chứ không có ra. Không giải được. Không để giải. À đây là người ta cho mình một cái thiệp trắng để mình tặng quà. Đúng là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Để em đọc cho. Không sai. Sài Gòn vào tháng 8 trở nên thanh lịch hơn hết với ánh trăng rằm trung thu rực rỡ. Những ánh vàng lung linh tỏa sáng tô thêm nét kiêu sa cho Hòn Ngọc Viễn Đông. Oh. Mùa trăng năm nay cùng Hotel Des Arts Sài Gòn được ngược dòng Đông Dương sống lại những khoảnh khắc trung thu của một Sài Gòn mộc mạc tinh tế với những kiến trúc Pháp đặc trưng nổi bật dưới ánh trăng rực rỡ. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là một món quà đoàn viên thật ấm áp gợi nhớ về một Sài Gòn phồn hoa nhưng đầy thân thuộc. Wow. Good writing. Công chữ cũng rất đẹp. Viết hay ấy chứ, viết rất hay. Trời ơi, phải không thêm điểm. Nói chung là hộp này là khi mà họ lấy ra, bởi vì là họ không có để ở quầy khách sạn, người ta sẽ không bày la liệt bánh trung thu như vậy là sẽ không đẹp ấy. Khi mà họ mang ra và họ đưa cho em đã kiểu rất là thích. Ồ, các đề sẽ đắt hơn. Nhưng mà có cả 4 bánh, thiệp và 2 hộp trà. Yeah. Bánh mình không để đây luôn à? Dạ, tụi em để trong kho, không có để ở ngoài do nó nhiều quá. Ok. Bánh mình là năm nay thực dạng đắt nhất trong các khách sạn. Dạ, năm nay tụi em làm đẹp lắm, đẹp hơn năm rồi nhiều. Cái này nó có chiếu chiếu, nó có ánh sáng, chiếu thiệt lắm. Có ánh sáng. Dạ, ý là nếu mà điện đặt đúng hướng ánh sáng, thấy nó chiếu chiếu, nó thành mấy cái biểu tượng địa danh nổi tiếng của thành phố Chúng Minh mình. Trà là trong này có 4 bánh và 2 trà. Dạ, anh mở trên đây. Ồ, oh, ok. Rất là đẹp. Cái đó là thịt. Cảm giác rất là ấn tượng tại vì đây là một cái hộp mà như người ta nói, thường nói là well thought out. Tức là có một concept, có một câu chuyện và người ta tính toán những cái chi tiết của cái hộp này để thực hiện, để truyền tải cái câu chuyện của người ta một cách khá là tinh tế. Cảm giác là vậy. Em thấy từ căn nhà xong đến cái shape của cái hộp. Em thấy là thật sự là đây là một cái thiết kế và một cái concept tinh tế. Nhưng mà để critic sai thôi, thì nhiều khi cái này sẽ hợp với những gia đình hoặc là những khách nhận là mọi người trẻ trung và hiện đại hơn. Còn nếu mà người lớn mà truyền thống ấy thì họ sẽ thấy những cái concept này hơi xa lạ quá so với văn hóa của mình. Thì đấy là cái nhận xét em thấy như vậy. Thế còn ở đây thì với một người trẻ thì em thấy thật sự đây là cái hộp bánh em nghĩ rằng em ấn tượng và em thích. Và mời mọi người chấm điểm ạ. 8 điểm. Ủa, em chấm 10. Hộp này em quá thích. Hộp này là hộp thứ hai mình mua và mình thấy rất là thích. Thứ nhất là mặc dù nó hơi mắc nhưng mà bù lại là ví dụ như content ở bên trong là được thêm 2 hộp trà, được một cái bức thư viết rất là hay. Và cái concept của Hòn Ngọc Viễn Đông và cái việc phát hiện ra đây là tiếng Pháp của Hòn Ngọc Viễn Đông khiến cho mình thấy rất là thú vị. Một viên ngọc trai ở phương xa, sâu vào phương Đông. Đại diện Hòn Ngọc Viễn Đông. Và bây giờ thì chúng mình đã xong cái phần nhận xét ngoại hình của các hộp bánh. Và mời mọi người chuyển qua phần sau, đó chính là phần vô cùng quan trọng. Là phần bóc ăn bánh. Bóc bánh, ăn bánh. Rất là quan trọng nha. Bởi vì là ngoại hình có đẹp
thì nhân cũng phải ngon thì mới xứng đáng là hộp bánh trung thu của năm được cơ chứ. Nếu bây giờ bịt mắt mình lại và hỏi mình đây là bánh gì, mình sẽ nói đây là bánh thập cẩm truyền thống. Em thế. Em với chị Giang là thử không biết bao nhiêu bánh hải sản luôn. À? Thì bảo là bánh hải sản thì không dành cho chi. Nhưng mà là dành cho chị. Em có một thắc mắc là tại sao tất cả các cái bánh mà mình chọn từ đầu đến giờ họ không làm bánh dẻo. Tất cả đều là bánh nướng, 100% là bánh nướng. Từ hôm qua mình đã nói chuyện này rồi. Nhưng mà đến bây giờ càng ăn nhiều thì mình càng thắc mắc chuyện này hơn. Còn hôm nay em... Và hôm nay chúng mình ăn 24 cái. Không, 32 cái chứ, dạy 24.